Minh Thông Thái, Trần Trọng Nghĩa, phòng C305 đây, nhận ra không? Ai muốn nhóm mình thực hiện cái chuyến đi này? Ở đây không có gì gọi là nhóm mình hết. Ông nên suy nghĩ về chuyến đi. Tôi bận lắm, tôi không có đi được đâu. Tôi đã nói tôi không có đi rồi, sao ông dai quá trời quá đất vậy? Chúng tôi nhất định sẽ có một chuyến đi thanh xuân cùng nhau. Hello 200 anh em. Anh mà bày bao quá nhờ. Ông này là ai vậy? Ông còn nợ tiền tôi mà. Ông đi đâu tôi đi đó. Tôi tên Minh, tự Minh Thông Thái. Tôi tên Thái, tự là Thái Thông Minh. Nếu mở một cửa tiệm nhỏ thì bạn sẽ bán gì? Kỷ niệm. Một kỷ niệm nhỏ với một người bạn thân. Tuấn Anh nó giúp tôi một số tiền. Một điều hối tiếc bạn đã làm nặng lời với bạn bè. Chuyến đi chơi xa đầu tiên mà bạn nhớ nhất. Chuyến này chứ chuyến nào nữa trời. Tại sao ông không trả lời câu hỏi đó? Hay ông đã làm gì sai cho nên không dám đối mặt? Tệ lắm. Từ bây giờ không có bạn bè gì với mày nữa. Chiếc xe đạp